Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn dòng máy ngang của thương hiệu Banas của Hàn Quốc, máy Aplo Titan SV. Máy này nó có 4 cái model, và mẫu này là cái mẫu model Aplo Titan SV 111HRL. Đây là cái model cao nhất trong 4 cái model đời 2019 của Banas. Thông số là ghi radio là 731. Trọng lượng của máy là 195 g. Mắc rát là 8 kg. Đây là cái thông số dây. Dây số trên mét. Dây số 2 thì vào được 200 m. Dây số 3 vào được 150 m. Dây số 4 vào được 110 m. Cái máy này bearing thì có 11 bi trên một cái bạc đạn. Đấy. Về chất liệu cái máy này là bằng hợp kim và phủ ở bên ngoài một cái lớp chống ăn mòn, chống oxy hóa. Đó là cái lớp titanium. Đó, bên ngoài là phủ một cái lớp titanium chống ăn mòn. Cái tay vây là bằng cái chất liệu duranium nhẹ và độ bền cao. À, cái máy này nó sử dụng cái hệ thống phanh ly tâm. Cái máy này có kèm theo một cái chai dầu vệ sinh máy nha các bạn. Chai dầu vệ sinh máy. Là kèm theo một cái dụng cụ để tháo. Trong này là có cái thẻ bảo hành. Cái thẻ bảo hành này chỉ sử dụng ở bên Hàn Quốc. Còn cái này khi mà xuất qua Việt Nam thì cái chế độ bảo hành nó xa xôi quá, nó không, bên công ty ở Việt Nam nó chỉ không có cái chế độ bảo hành. Đây là cái bảng về chi tiết của cái máy Aplo Titan SV 111. Máy có kèm theo một cái túi trong sóc đựng máy. Rất là đẹp. Đó. Và đây là hình tổng thể cái máy Aplo Titan SV. Đó, một máy tay trái. Và chất liệu cái máy này là bằng hợp kim và được phủ bên ngoài một cái lớp titan chống ăn mòn, chống rỉ sét và bảo vệ cái máy cực kỳ tốt. Máy quay mượt và rất là nhẹ. Tay quay thì bằng chất liệu duranium cứng và rất là nhẹ nha các bạn. Và cái máy này là cái máy của thương hiệu Banas, được sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea. Cái máy này sử dụng hệ thống phanh ly tâm. Bên đầu cái nắp bun có một cái vòng bạc đạn. Trên một cái vòng bạc đạn này nó có 11 cái viên bi. Đây là hệ thống phanh ly tâm của dòng Banas Aplo SV. Các bạn nhìn cái thân máy. Đây là một cái chất liệu hợp kim chống rỉ, sáng bóng luôn. Và cái này được cắt gọt CNC. Đây là một cái khói kim loại nghiền khói và cắt gọt CNC. Các bạn nhìn nó rất là
Chắc chắn. Đây các bạn, hệ thống bánh răng cố định. Cứng cáp. Đây là một cái vòng bạc đạn 11 bi. Quay mượt và rất là nhẹ. Và đây là cái hệ thống phanh ly tâm của Banas Apollo Titan SV. Đây là một cái hệ thống phanh được cải tiến cực kỳ mới và khá hiện đại. Những cái dòng khóa này các bạn chỉ cần có những cái lực nhẹ thì những cái khóa này nó sẽ bung ra, tạo một cái lực hãm giúp cho các bạn dễ dàng và thao tác. Đây, các bạn thấy hệ thống phanh ly tâm nó bung ra hết, thấy không? Quay nhẹ thôi là nó bung ra hết. Một cái mẫu máy cực kỳ hoàn hảo và rất là tuyệt vời. Banas Apollo Titan SV. Mình vừa giới thiệu đến các bạn cái mẫu máy máy ngang tay trái của thương hiệu Banas, máy Apollo Titan SV. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.